AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Dungeon Hero, Hero is Survival kể về hành trình đẩy lùi các ác của tay pháp sư tối thượng. Tương phản với các game survival IO cùng thể loại, trò chơi này lại mang đậm dấu ấn của dòng game nhập vai cổ điển nhiều hơn. Và chính không gian hẹp và tối tăm của hầm ngục tạo nên sự kích thích cho mọi người khám phá. Lúc này người chơi sẽ phải cân nhắc từng bước di chuyển và tận dụng kỹ năng linh hoạt của mình để chiến đấu sinh tồn với đám quái vật hung tợn. Mặc dù đồ họa không hoành tráng, nhưng lũ quái vật trong game được thiết kế độc đáo, đi kèm với phần hiệu ứng kỹ năng ra đòn đẹp mắt, tất cả đã mang đến trải nghiệm bùng nổ cho người chơi cảm thụ ngay trên thiết bị di động. Ngoài việc đối đầu với lũ quái vật boss lớn, người chơi còn phải khai quật nguyên liệu hữu ích để tạo ra bản kỹ năng tác chiến mới sau mỗi vòng chơi. Bên cạnh đó, các kho báu ẩn sâu trong hầm ngục cũng hứa hẹn sẽ mang tới những phần thưởng quý giá mà người chơi đang khao khát có được. Mặc dù còn hạn chế về khâu nghe nhìn, nhưng lối chơi của Dungeon Hero Hero Survivor thực sự rất sáng tạo, đáng để các fan survival IO thử qua một lần cho biết. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ nghe.